Theo báo cáo từ hãng tin TASS của Nga, hơn 300 triệu người trên toàn thế giới đến nay đã được tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19. Như vậy, tính đến nay thì đã có 3,8% dân số trên toàn cầu được tiêm. Và theo Tổ chức Y tế Thế giới thì con số này vẫn thấp, tốt nhất là nên khuyến cáo khoảng 70% dân số toàn cầu nên được tiêm chủng để tăng cường miễn dịch khả năng trong cộng đồng. Hiện Israel đã đứng đầu danh sách về tỷ lệ dân số được tiêm với tỷ lệ lên đến 50%. Ngày 8 tháng 3, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ CDC đã đưa ra hướng dẫn mới. Theo đó, những người đã được tiêm phòng COVID-19 đủ liều có thể được tụ tập trong nhà cùng với những người khác cũng đã được tiêm phòng mà không cần phải đeo khẩu trang. Những người đã được tiêm phòng đầy đủ mà tiếp xúc với người mắc COVID-19 cũng sẽ không cần phải làm xét nghiệm hoặc cách ly trừ khi họ xuất hiện các triệu chứng hay sống trong một môi trường đông đúc như viện dưỡng lão hoặc cơ sở cải tạo. Cơ quan Y tế Hồng Kông cho biết người đàn ông 71 tuổi được tiêm vaccine COVID-19 của Sinovac ngày 3 tháng 3, nhập viện ở quận Kun Tong tối 7 tháng 3 trong tình trạng không còn mạch đập và không còn phản ứng với nỗ lực hồi sức cấp cứu. Nạn nhân được xác nhận tử vong không lâu sau đó và sẽ được khám nghiệm tử thi để tìm nguyên nhân cái chết. Giới chức cho biết người đàn ông có một số triệu chứng trước khi nhập viện nhưng không nói thêm chi tiết. Đây là ca tử vong thứ 3 sau khi tiêm vaccine COVID-19 tại Hồng Kông, sau hai người đàn ông 55 và 63 tuổi có nhiều bệnh lý mãn tính. Bộ trưởng Y tế Thái Lan hôm 8 tháng 3 cho biết giới chức nước này thống nhất giảm thời gian cách ly sau nhập cảnh cho 3 nhóm người kể từ tháng 4 trong bối cảnh nền kinh tế Thái Lan trải qua năm tồi tệ nhất kể từ sau khủng hoảng tài chính châu Á năm 1997, chủ yếu do du lịch chịu ảnh hưởng từ đại dịch COVID-19. Những công dân nước ngoài được tiêm đủ 2 liều vaccine COVID-19 trong khoảng 2 tuần đến 3 tháng trước khi nhập cảnh, cùng công dân Thái Lan được tiêm vaccine ở nước ngoài sẽ chỉ phải cách ly 7 ngày. Những người không được tiêm vaccine cũng chỉ phải cách ly 10 ngày thay vì 14 ngày như trước. Trong thông điệp bằng âm thanh gửi qua các phương tiện truyền thông, Thủ tướng Campuchia cho biết tới 9 giờ tối 8 tháng 3 đã phát hiện gần 50 ca mắc COVID-19. Người đứng đầu chính phủ Campuchia kêu gọi ngừng toàn bộ các cuộc tụ tập đông người không cần thiết. Ông cũng chỉ đạo các bộ, ban ngành và cơ quan Campuchia ngừng làm việc hoặc giảm 90% số nhân viên làm việc trong 7 ngày. Các doanh nghiệp tư nhân cần giảm số người làm việc hoặc làm việc từ nhà. Người dân nên ở trong nhà, nếu ra ngoài phải mang khẩu trang.